khởi hành đi Bình Phước. Tuần vừa rồi làm hơi bị mệt, quải quá, nên chủ nhật đi lên Chẳng Cỏ Bù Lập, nó thư giãn, ngồi cho nó làm việc online cũng được. Chỗ này mình cũng chưa bao giờ đi nên mình lên mình nấu nướng ăn tại chỗ luôn, hỏi chạy ra chạy vô nên đem đồ hơi nhiều. Thường mình ít khi nào mang hai thùng hông lắm, mà hôm nay phải mang hai thùng hông, đồ chơi nhiều quá. Mà vô trong đó đâu có cái gì ăn, mà muốn đi ở trong đó phải đem đồ ăn theo, chứ không thôi chạy ra chạy vô là hết giờ. Chơi bộ môn đạp xe đạp này hay ghê. Già trẻ bé lớn gì cũng chơi được. Nhà mình để xe máy không là hết chỗ, không thôi cũng làm một chiếc. Nói chứ cũng khó, buổi tối mà tối mình chơi gym rồi nên là hồi buổi gym mình tập nặng lắm, nên là sáng dậy không có sức. Sáng dậy nó sẽ không có năng lượng để tập. Mình là vét cạn hết năng lượng trong ngày, trong buổi tập gym và buổi tối thôi. 3:30 dậy mà hả, lây quay leo hay qua lại kia 5 giờ mới khởi hành, nhanh thiệt luôn. Giờ mình đến cầu Nơi Chân Long, cầu đôi nè, để rẽ đi hướng quốc lộ 13, đi cái đoạn quốc lộ 13 này giờ này chắc tối. Thì gần đây không có đi tour xa, thì tour gần nên anh em xuất phát nó cũng trễ, 4:30 5 giờ, thường là 4:30 xuất phát. Thời tiết hôm nay thuận lợi, đi thấy trời trong, không biết chiều về thì sao. Nói chứ đi mấy này mà đi mưa cực lắm, phải khâm phục mấy anh em mà trời mưa trời gió mà chơi up road, đi đường sình đường lầy đó. Nãy điểm đi mình cũng tương đối gần ha, có khoảng 170 cây à. Mình chọn cái đi cái điểm này nó cũng hình như là cũng gần gần với ngang ngang với Bảo Lộc thôi. Ở đi hướng này thì nó không khí nó mát mẻ. Mấy lần trước mình đi đi đến gần đến Gia Nghĩa sương mịt mù luôn, sương mây mịt mù luôn, nên là đi hướng như này nó mát mẻ hơn. Vào thành phố mới Bình Dương đây rằm hay sao, mình như rằm hả, trăng tròn quá. Đường này thì xe tải nhiều tại nó khu công nghiệp mà. Đến
đây mà thấy nó mát lạnh nè. Sương mù quá trời luôn. Wow. Đây sáng sớm công nhân đó, người ta đi làm sớm đó, thấy tội ghê. 5 giờ thấy ngồi ăn sáng ngoài vỉa hè. Sáng sớm. Wow. Khu công nghiệp Bình Dương nên đường rộng thênh thang. Rộng thênh thang luôn. Ây da. Cây hai bên đường. Đẹp quá trời đẹp. Thành phố mới mà vắng hoe luôn. Nó nhà ở chuyên gia về tùm lum hôm này nè. Có mấy cái gờ này khó chịu quá. Đó, cho thuê nhà kìa. Treo bảng thuê nhà tùm lum. Bình Dương đất bạc ngàn luôn ha. Rồi, quay trở lại đường chính rồi. Đất quá trời đất luôn. Đi khoảng một tiếng nữa là tới rồi. Khoảng qua một tiếng rưỡi. 6 giờ rưỡi đến Đồng Xoài. Giờ để kiếm coi có cái bách hóa xanh tạp hóa nào, mua vài món linh tinh. Để vô trong kia là không có để mà xài. Đi sớm quá. Ở đây cửa hàng chưa có mở hết. Chắc mua sữa chua vô uống quá. Để xúc xích có rồi nè. Đi vô mua. Mình tưởng cái bịch bánh mì mình tưởng đâu là ta treo bán mình lấy thôi. Ra cái anh Lễ Tân, anh Thu Ngân, anh nói này là quà tặng, cho nên là thôi bữa nay tặng luôn. Mở hàng tặng luôn, đã không? số hưởng. Ở hiền gặp lành. Cứ ở hiền đi. Lành từ từ tới là mì căng. Được, chuyến này đi thuận lợi quá. Cuối tuần có một ngày vậy là được rồi. Hôm nay mình đi sáng đi chiều về thôi, không có qua đêm. Mới đầu định đem đồ theo cắm trại, ngủ lều. Mà thấy nó lỉnh kỉnh quá, mà với lại
đi cũng không có lâu nên mình đem cái gì gọn nhất thôi, cho nên là thôi mình chọn cách là đi sáng sớm. Chiều về có thời gian á, mình sẽ ghé qua cái cây cầu gãy. Cầu gãy của Bình Dương nó cũng là một cái di tích lịch sử á. Trong phim Tèo Em á, phim Tèo Em Johnny Chí Nguyễn với lại gì cái anh gì á, cái anh gì đóng trong phim chung với Tèo Em á, chung Johnny Chí Nguyễn. Mấy chỗ này người ta hay bán rau hai bên đường á, nhìn cái cọng rau nó ngon. Mua rau mấy chỗ này ăn mới ngon nè, chứ trong siêu thị ăn chưa chắc ngon đâu. Chỉ sợ là ở ngoài này là không sạch thôi, tại vì người ta tưới đủ thứ cho đâu có theo quy trình vậy đâu. Ôi cái bóng của mình, cái bóng của mình đẹp quá. Đường này mà cho chạy 60 thì nó quá nhàn, quá nhàn. Nhàn đến độ mà không có gì để làm. Đi với đồng đội mấy ca này và quan trọng lắm, tại vì cái anh dẫn đoàn anh sẽ báo, anh dẫn đoàn anh chạy đầu tiên, nếu mà có đụng chốt là ảnh đụng trước, đúng không? Còn mình đi một mình thì thôi cho nó vui vẻ, đừng để bị gì hết. Sắp đến cầu 38 rồi, chỗ dừng chân Phúc Lộc Thọ. Nay đi mình đi thủng thỉnh. Đấy, anh ấy đi một mình nó thoải mái hơn, nó không có áp lực nhiều. Nó nhiều người này không quen á, anh em không quen đi sợ buồn á thì mới không thích đi mình thôi, chứ còn đi mình nó thoải mái, chẳng chạy nhanh chạy chậm gì tùy mình, muốn ghé đâu ghé, về trễ về sớm tự quyết. Còn mình đi với nhóm thì mình phải theo quy định chung của ban tổ chức, mình phải tôn trọng những người khác, chứ không phải nhu cầu của mình là quan trọng nhất, đúng không? Xuống cái dốc này là cầu 38 thì phải. Này xuống dốc thì cho cấm biển chạy 40, không biết sao chạy. Ở đây mà có một cái chốt là kiểu gì cũng dính. Đây, cầu 38 đây. Quốc lộ 14, cầu 38. Yeah, cầu 38. Đến Bù Đăng rồi. Qua cái con cua này là tới chỗ gì Phúc Lộc Thọ nè. Nãy giờ Bách Hóa Xanh mà quên mua chai nước suối, chứ giờ trong kia nước đâu uống. Có đem theo nhưng mà nấu nướng nữa đâu có đủ. Cái này mình đi mình có nấu nướng nữa nha. Đó, không đi solo làm sao mà, không đi solo thì làm sao mà trưởng thành được. Đó, giờ không biết nấu nướng, bữa nay vô nấu nướng chứ mình không nấu thì lấy gì ăn. Ở
phải tự làm thôi. Mình làm mình nắng. Rồi đến Phú Lục Thọ nè, chỗ mà mấy đoàn đi Buôn Ma Thuột, Pleiku, Con Tum đồ thường hay ghé Phú Lục Thọ. Đến đây thì cũng sắp tới rồi, sắp tới chạy cái gì Chẳng Cỏ Bù Lạch rồi. Hôm nay mình đi solo cam, solo cooking cho mọi người coi ha. Coi đừng có chê nha, từ nhỏ lớn mới nấu ăn lần đầu á. Hên xui. Sắp đến cái đoạn quẹo vô nè, đường này quẹo vô. Hơi bị vắng luôn đây. Đường à, quá đẹp. Cây cối xanh mát. Ở đây nhiều cây điều lắm rồi. Cây dại ta tìm nơi vắng vẻ. Đây đường vắng vắng, xe chạy hay lấn tuyến lắm. Bác nào chạy đường vắng thì phải cẩn thận. Đừng có thấy đường vắng muốn chạy sao chạy. Người khác cũng sẽ như vậy. Rồi hai thằng mà chạy ngược chiều nhau mà muốn chạy sao chạy thì có chuyện. Sẽ có chuyện thôi. Đường đẹp quá trời. Lần đầu mình chạy đường này nên mình cũng không biết cua nó có cua lơi hay cua gắt à. Chạy không dám chạy mạo hiểm. Đây người ta trồng điều khá nhiều. Hướng này vô nó hơi bị ngược nắng á mọi người. Cho nên là nhiều khi quay clip nó không có đẹp. Ồ, cúc dại à, mình thích cái cúc dại này lắm nè. Nó đi học hai bên đường cúc dại quá trời, chỉ thích nhìn cúc dại thôi. Mấy cái hoa khác không thích. Đây nó còn nguyên sinh lắm. Chắc cũng sẽ có chỗ mua nước thôi ha. Ồ, coffee nè. Đây có coffee. Hai chai thì chắc cũng đủ thôi, nhưng mà đều phải dự phòng chứ. Thì tốt nhất là vẫn nên mua thêm. Đây mình có bán này mà tại đi sớm quá, cái chỗ này người ta chưa có thức dậy nữa. Ôi nhà dân đi nhiều mà, không lo. Mọi người không lo nha. Vô trong đây là có nhà dân, mình tưởng đâu là nó vắng. Suối nhiêu chị ha? 10.000 hả? 10.000 đây. Chú cây ở đây nhìn thấy ngon ha. Đây bán đầy. Lo quá.
Mình tưởng đâu là trong này nó vắng lắm chứ. À dạ, đông lắm. Phải gần mấy cái điểm check-in kiểu gì, theo kinh nghiệm là kiểu gì cũng có dịch vụ. Rồi, 2-3 phút nữa là tới rồi. Đây người dân tộc ta nhiều rồi, đa số người dân tộc hay sao đó, nhà kiểu này là người dân tộc ở không à. Mấy chỗ này không khí hậu nó mát quanh năm luôn. Xíu cho mọi người xem cái đường vào chẳng cỏ Bù Lạch nè. Đó, chẳng cỏ nè. Đó, đi cái đường này vô. Giờ không biết đi đâu. Không biết đi đâu luôn. Thấy mấy xe Honda kia chạy vô đó, chắc là chạy vô đó quá ha. Không biết nữa. Này có cái hồ nước. Có cái hồ nước á, đi về phía hồ nước đi. Ở trong rừng, đường nhỏ trơn. Đi ra ngoài. Bên này không có cái chỗ thì nó nắng quá, với lại nó cái bãi nó dốc xuống á, kêu cây cối nằm giỏng đã ngồi không có hay lắm. Để mình đi lượn một vài vòng cho mọi người xem cái chẳng cỏ này cái đã, sẵn mình kiếm cái chỗ nào ngồi nó ok nhất. Nó mát mà nó có cái view bờ hồ nè. Hay chắc ở đó là mấy cái quán ăn hay cái gì đó, ta cũng dựng lên trên đó nha. Hay có cái đường mòn đó mà không biết có đi theo cái lối đường mòn vô. Cỏ cháy hết trơn rồi, không có đẹp. Nếu mà nó xanh mướt luôn là nhìn chắc nó đẹp.
phá ra, khám phá nha. Đi vô rừng. Không biết có quay đầu xe được hay không. Thì nó mới đẹp. À, có mấy con bọ kìa. Chỗ nào mà có thể dân dẫm được. Đi khám phá chạy xuống hồ được. Trời luôn. Ây à. Ây à. Ô. Chỗ này khó rồi mà không có cái gì. Cái dòng trở ra. Dòng trở ra. Đi vô tới đây. Hết đường rồi. Không đi sâu vô được nữa. Nên giờ phải quay trở ra. Ai nói đi chơi là sướng đâu.
Giờ mình pha cà phê rồi ăn, ăn sáng. Ăn sáng xong rồi ăn trưa. Yên tĩnh. Đa số là người ta đi xe hơi á, người ta qua bên kia người ta chơi. Còn mình thấy bên đó không thích. Đêm qua đây nó vắng hơn. Ngồi bên đây chim hót, líu lo luôn. Anh để mình pha cà phê cái nha. Rồi bữa sáng của em đây, mời các bác nha. Em ăn cái nha, em đói quá rồi. Làm cảnh, làm tiền cảnh hậu cảnh quá trời luôn đây nè. Behind the scene. Để có vài phút thước phim cho mọi người coi mà trời ơi quá trời cực. Bởi rất là thông cảm với những bác làm YouTuber để kiếm tiền quảng cáo. Rồi thôi mình ăn nha. Mọi người ăn nha. Rồi, chủ nhật vui vẻ ha. Mặt vẫn quen rồi, đành
để hôn theo nước trôi không màu. Giải quyết một vài công việc xong rồi giờ đến nấu cơm ăn trưa rồi. Này nắng quá trời nắng. Nắng tốt luôn. Nấu cơm xong rồi giờ nấu nồi canh, canh trứng. Không biết làm canh gì khác ngoài canh trứng hết trơn á. Thớt này là chôm của con gái màu hồng. Hôm nay mình nấu từ A đến Z. Nếu mà đi về mà không có đau bụng á là thành công nha. Chứ đừng có đòi nấu ngon nha. Không đau bụng là giỏi rồi. Chảo nóng là mình làm tiếp món mặn. Món bò xào. Ghê chưa? Sư phụ chỉ.
Giờ mình nhổ chạy về. Có nguyên một buổi sáng buổi chiều. Nếu mà ai đó đi vô đây chơi thì mang rác về ha. Mình rác mình đang đem đến là mình đem đi, mình cột tạm đi ra ngoài kia có cái thùng rác mình sẽ đổ. Ai có dịp thì ra đây cũng vui á. Ngồi không cần đem phải la nhạc đâu, dân địa phương hay mấy anh em khác đó đem loa quýnh sùm luôn. Mình chỉ đem đồ ăn ăn thôi rồi có nhạc phục vụ. Rồi bây giờ khởi hành đi về. Chạy up road một đoạn thôi chứ. Chưa up road luôn. Chơi up road ha. Đó. Nhìn trong này nó mát. Mát lắm luôn. Giờ là 2 giờ rưỡi mình bắt đầu về ha. Dắt mình sẽ ghé qua cái cầu gãy á, cầu sông Bé á. Ghé qua xem check in một cái ha. Di tích lịch sử mà đi qua ngang qua hoài mà không check in là dở rồi. Cây cối nó nhìn đã ghê. Lên miệt trên nữa, cây cối nó còn xanh tốt nữa. Giờ Tây Nguyên này cây cối rừng tốt hơn Đà Lạt nhiều. Đà Lạt bị tàn phá nhiều quá rồi. Tây Nguyên còn giữ được cái nét nguyên sinh đó. Mà giá là cũng tàn phá dữ lắm rồi mà vẫn còn. Chứ trên Đà Lạt thì đi thấy mấy cái rừng thông thấy tội luôn.
đi theo Google rung quá đi. Đi càng vô càng vắng. Ừ. Đang điều hành công trường. Thương lập. Đường cục, chỉ vào đường cục. Di tích lịch sử cầu sông Bé thì, giờ thì mình đang trên đường về nhà. Nói chung là ngày hôm nay đi cũng rất là đạt được nhiều mục đích. Biết nấu ăn nè, nêm nếm chưa ok lắm nhưng mà nói chung là biết nấu. Sự khác nhau giữa Sài Gòn với lại những tỉnh thành khác, về Sài Gòn là thấy khác liền. Nhộn nhịp xô bồ, tấp nập vội vã, căng thẳng,